một cái kim bỗng cắm vào mặt người đàn ông. Anh nén đau rút ra, bên cạnh có mấy người tí hon trèo lên, thổi kim vào mặt anh, lại một cái kim khác cắm vào mồm anh. Tê hết cả mồm. Lần này còn nhiều mũi kim hướng về anh hơn. Anh sợ hãi giơ tay đỡ đạn, mũi kim sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay anh. Anh đau đến méo mó mặt mày, nhìn sang bên cạnh mà kinh hãi. Đám người tí hon mới đầu chỉ là đồ trang trí bỗng dưng lại tự biết di chuyển, giống như sống ở một thị trấn vậy. Dưới chân một đám người tí hon vây lấy anh, trói chặt chân anh lại, quật ngã anh. Một anh cao bồi hét lớn, trói chân hắn lại. Đám người tí hon xông lên, trói chặt lấy Larry. Anh cao bồi Gas tiếp tục ra lệnh, khởi động tàu hỏa. Larry nhìn thấy tàu hỏa, anh cầu xin Gas. Thật đấy, mau dừng tàu lại đi. Ok, dừng tàu lại, in cảm ơn. Đi hết tốc độ chèn nát hắn, chèn nát đầu hắn. Larry chịu đủ rồi, anh giãy giụa ra khỏi dây trói ngồi dậy. Nhưng dưới chân, ngàn vạn quân binh đã tập kết xong. Chúa ơi, chuẩn bị xe ném đá. Larry bị đánh kêu oai oái, bỗng một bàn tay giơ ra, giải cứu anh ra khỏi trận chiến hỗn loạn này, là hình tượng của Tổng thống Mỹ Franklin. Đây là ngày đầu tiên Larry đến viện bảo tàng trực đêm, mà lại gặp phải nhiều chuyện kinh hãi và kỳ lạ đến thế. Bộ xương khủng long chạy đuổi theo khúc xương, voi ma mút chậm rãi đi dạo, người nguyên thủy vây lấy anh đòi lừa, còn có tượng đá biết nói đòi ăn kẹo. Viện bảo tàng này bị làm sao thế? Franklin đến phòng của Pharaoh, ông ta liên tục đập vào quan tài thủy tinh, bên cạnh có một tấm bản điêu khắc, chính nó đã ban tặng sinh mệnh mới cho viện bảo tàng. Những đồ này tối nào cũng sống dậy, nhưng họ không được đi đâu xa, bởi khi trời sáng, những thứ ở bên ngoài viện bảo tàng sẽ bị hóa thành tro bụi. Franklin sau khi duy trì trật tự viện bảo tàng xong, cũng trở thành bức tượng hình bất động. Những đồ khác trong viện bảo tàng cũng về nguyên vị trí cũ. Người đàn ông này dùng xe điều khiển kéo một khúc xương, đằng sau một bộ xương khủng long đang đuổi theo khúc xương. Thì ra đây là một viện bảo tàng thần kỳ. Đến buổi tối, mọi thứ ở đây đều sẽ sống dậy. Larry đem bật lửa cho người nguyên thủy, còn mời tượng đá phục sinh ăn kẹo mút to đùng. Đem nhốt người tí hon vào lồng kính để họ bớt tấn công. Đến con khỉ thích trộm đồ cũng bị anh lừa vào trong cửa. Dường như mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Nhưng khi anh định dùng ảo thuật để gạt người hung nô mê tín, ảo thuật đã bị lộ. Người hung nô định phanh thấy anh ra. Lúc này động vật bắt đầu chạy xuống cầu thang. Con khỉ lại trộm mất chìa khóa của anh. Thả tất cả những đồ bị nhốt lại, viện bảo tàng lại trở nên hỗn loạn. Người nguyên thủy chơi lửa sơ ý làm lửa bén vào người. Larry cầm bình phun giúp dập lửa, nhưng bị họ ném lại một đống bọt biển vào mồm. Phiền phức nhất là con khỉ cầm chìa khóa của anh. Larry không thể đuổi theo lấy chìa khóa về được, đã thế còn bị nó cho ăn một cái tát. Larry lập tức tát trả, thế là người với khỉ tát qua tát lại như thế mãi, cho tới khi Franklin xuất hiện mới đòi lại được chìa khóa cho anh. Đúng là tệ hết mức tệ. Giám đốc nhìn thấy cảnh này đã mắng cho Larry một trận, định đuổi việc anh. Con trai Larry đã nhìn thấy hết cảnh đó. Cuối cùng Larry đã giành được một cơ hội. Tối ngày thứ ba, anh dẫn con trai đến viện bảo tàng trực đêm. Nhưng mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng các đồ triển lãm trong viện bảo tàng lại không hề sống dậy. Nicky thấy chán, định bỏ đi. Cậu bé nhìn thấy một tấm điêu khắc màu vàng trong giỏ đựng đồ. Đấy là tang vật của ba lão già. Họ định trộm nó đi, sau đó đổ tội lên đầu Larry. Còn về cái tấm điêu khắc, mấy ông lão sẽ đem theo nó cao chạy xa bay. Larry giằng co với họ, bảo Nicky lật tấm ở giữa lên. Nicky nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo. Cảnh tượng thần kỳ xảy ra, tấm điêu khắc phát ra ánh sáng vàng chói. Bên ngoài có tiếng của con voi. Mấy ông già bỗng tràn đầy sinh lực, họ giống như những đồ đạc trong viện bảo tàng, nhận được sinh mệnh mới từ ma lực của tấm điêu khắc vào buổi tối. Ba ông lão cơ thể linh hoạt, nhanh chóng quật ngã Larry, sau đó chạy về phía Nicky, cướp đi tấm điêu khắc. Họ đang định bỏ đi thì Larry thả Pharaoh ra. Ra sảnh nhìn trời ơi một đống hỗn loạn. Nhờ sự giúp đỡ của tượng đá và Pharaoh, Larry đã nhanh chóng tập kết lực lượng có sẵn. Tất cả đồ triển lãm đều sống dậy và phân chia công việc với nhau. Binh lính tóm ông lão thứ nhất, Colombo và người nguyên thủy bắt ông lão thứ hai. Người tí hon lén đến cạnh xe, làm xì lốp xe. Ông lão thứ ba nhanh chóng cảm thấy có chuyện không lành, vội lái xe bỏ đi. Larry thả đại sư theo dõi, giúp anh truy vết của ông lão thứ ba. Larry cưỡi ngựa của Franklin đuổi theo ông lão. Hai người tí hon lái xe kéo khúc xương để dụ con khủng long đuổi theo. Cuối cùng họ đã tóm được ông lão ở trong rừng sâu và giành lại tấm điêu khắc. Pharaoh dùng ma lực của mình gọi những đồ vật ra ngoài quay lại viện bảo tàng. Đêm nay có cái rủi mà cũng có cái may. Mặt trời chiếu vào, tất cả mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng. Ngoài một đống đồ lộn xộn dưới đất, giám đốc định đuổi việc Larry. Nhưng khi ông ta ra khỏi phòng làm việc thì phát hiện có rất nhiều người đang tham quan. Viện bảo tàng chưa bao giờ nhộn nhịp như thế này. Thì ra cuộc lộn xộn tối qua đã được đưa lên TV, nhiều kênh đưa tin và đã tạo ra rúng động lớn. Larry giữ lại được công việc. Nhiều đêm sau này, anh và mọi người trong viện bảo tàng đều quẩy hết mình. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.